các bạn đến với kênh Xe Đạp Hải Phòng ở trang web xedaphaiphong.com. Trong những video lần trước thì mình đã giới thiệu và cùng các bạn trải nghiệm rất là nhiều cái dòng touring, đó là dòng vành bánh 700C, vành to và quả lốp rất là nhỏ. Một số bạn khách hàng thì có hỏi mình là bên cửa hàng mình có cái dòng mountain bike không, thì đợt này mình đang về một số cái dòng mountain bike, và một trong những cái chiếc xe đó là cái dòng mountain bike thuộc cái thương hiệu Louis Lalo, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của nước Canada. Và xe này là đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản và được bên Xe Đạp Hải Phòng chúng con tôi nhập về theo đường sách tay. Thì như các bạn thấy thì chiếc xe đạp Louis Lalo có cái model là LGS6. Trong những cái video trước thì mình đã review với các bạn LGS5. Đây là LGS6, thì các bạn có thể lên Google, các bạn search Louis Lalo cách LGS6, thì các bạn có thể thấy là những cái model tại sử dụng nước ngoài, tại những cái đường link tại những cái website nước ngoài hoàn toàn giống với chiếc xe này. Và đây là một chiếc xe hoàn toàn sử dụng tại Nhật và các cái thị trường nước ngoài. Thì như các bạn biết là xe mà sử dụng tại thị trường Nhật hoặc là thị trường nước ngoài thì đòi hỏi cái chất lượng rất là tốt thì mới được người ta nhập vào cái nước của người ta để người ta sử dụng. Cho nên là các bạn mua xe Nhật bãi thì thường những cái người mà sử dụng thông minh và những cái người giờ tiêu dùng thông thái thì người ta thường hay tìm đến những cái sản phẩm cũ, giá cả thì cũng phải chăng và chất lượng thì được đảm bảo bởi cái hiệp hội tiêu dùng của cái nước đó, người ta đã kiểm định rồi nên là chất lượng rất là tốt. Thì nói chung về chiếc xe này thì cũng như cấu tạo các bao chiếc xe khác thì đều cấu tạo bằng cái nhôm mà cao cấp này, size là 42. Xe này thì các bạn cao từ khoảng 1m62 cho đến 1m72, 1m75 là đều có thể đi phù hợp. Xe màu đỏ, thương hiệu Canada, như các bạn thấy là trên đầu khung cũng có cái tem này, tem dập lội của hãng này. Tay bấm xả Shimano 8 tốc độ. Có một cái mặt này nó qua quá trình sử dụng thì nó bị vỡ mất rồi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái sự hoạt động của chiếc xe. Những cái xe cao cấp này thường thì sẽ được trang bị phanh V của hãng Shimano. Vành nhôm 26, hai lớp. Đũa lốc không han gỉ, rất là sáng bóng trong khi trong trời tối. Mayer nhôm. Đằng trước thì xe được trang bị một cái đùi đĩa Shimano 3 tầng. Shimano 3 tầng Bedang Wellgo nhôm. Chiếc xe này bên mình nhập về thì hãng còn nguyên cái gáp ba ga. Các ba ga này chỉ khuyến nghị chở đồ dưới 15 cân và không có thể chở người. Nhưng mà đây là chiếc gáp ba ga nguyên bản của người Nhật đã sử dụng bên nước Nhật Bản và họ lắp. Và vẫn bên mình vẫn để nguyên và nhập về Việt Nam. Đằng sau cũng vậy, cũng trang bị phanh Shimano. Đằng sau thì có bộ chuyển động Shimano Antut cộng đi kèm với lít thả 8 tầng. Chúng ta cho chiếc xe có 24 tốc độ khác nhau. Thì đây là dòng xe địa hình nên là phải cần nhiều tốc độ khác nhau để mà phù hợp với rất là nhiều con đường, lúc thẳng, lúc bằng, lúc dốc. Giúp cho những người tập luyện hoặc là đi rất là chuyển số rất là dễ dàng. Chiếc xe này chỉ có giá khoảng hơn 4 triệu đồng. Nếu mà các bạn muốn biết trả giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc inbox Zalo cho mình theo số điện thoại ở trên video để mình có thể tư vấn cho các bạn cái giá chính xác và những cái ưu đãi, những cái quà tặng, những cái phụ kiện mà khi mà khách hàng mua xe bên cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng chúng con của mình được hưởng. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn đăng ký kênh để xem những chiếc xe mới mà mình về mình sẽ review trên kênh. Các bạn sẽ là người đầu tiên được ưu tiên hiển thị. Nếu như các bạn ấn chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký, các bạn hãy ấn like video để mình làm những video tiếp theo. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.